chuyên gia chọn kèo Tây Ban Nha vs Đức, nghiệt ngã. Tây Ban Nha vs Đức, lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022 lúc 2 giờ ngày 28 tháng 11 là bài kiểm tra tốt cho cả hai đội, mà có thể tiễn thầy trò Hansi Flick rời Qatar sớm. Một cuộc đấu giữa hai cường quốc bóng đá thế giới với áp lực thuộc về tuyển Đức do trắng tay ngày ra quân. Đội bóng 4 lần vô địch thế giới đang phải đối mặt viễn cảnh một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng World Cup, chịu thất bại sốc trước một đại diện châu Á. Tương tự như cách Đức bị loại khỏi Nga cách đây 4 năm sau khi thua Hàn Quốc 0-2. Ở tuyển Đức lúc này là một sự bất ổn, cuộc đấu với Tây Ban Nha sẽ cho thấy họ có bản lĩnh để vượt qua hay không. Với Tây Ban Nha, sau khi sút giảm thì họ đã trở nên tốt hơn nhiều dưới thời Luis Enrique. Có những ý kiến cho rằng, sở dĩ họ thắng đậm Costa Rica bởi đối thủ quá yếu. Do vậy, đấu với Đức cũng là bài kiểm tra tốt nhất cho sức mạnh của binh đoàn La Rosa. Chuyên gia bóng đá BBC Chris Sutton đánh giá, Tây Ban Nha vs Đức là cặp đấu khó dự đoán. Đức không nhất quán, nhưng bạn có thể thấy cách mà Hansi Flick muốn chơi. Họ sẽ cố gắng giành thế trận trước Tây Ban Nha nhưng điều đó nguy hiểm. Tôi có thể thấy trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả ấy chưa khiến Đức bị loại nhưng đẩy họ đến nguy cơ rất cao dừng chân ngay ở vòng bảng ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Dự đoán, Tây Ban Nha 1-1 Đức. Scott Moe thì mạnh dạn cược, Đức tiếp tục trắng tay phải rời cuộc chơi sớm. Tây Ban Nha tấn công mạnh mẽ trước khung thành Costa Rica với 7 bàn thắng được ghi và họ cũng thắng Đức trong lần gặp gỡ gần nhất. Nhưng Tây Ban Nha vs Đức tại Qatar khả năng sẽ diễn ra một cách chặt chẽ, trong đó đội bóng của Hansi Flick chịu nhiều sức ép hơn khi thua ngược Nhật Bản ngày ra quân. Đức chắc chắn sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất trước đối thủ nặng ký nhất bảng E, nhưng khả năng họ sẽ lực bất tòng tâm, bị Tây Ban Nha buộc phải rời Qatar sớm. Dự đoán, Tây Ban Nha 2-0 Đức. Đội hình dự kiến. Tây Ban Nha, Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, F. Torres, Asensio, Olmo, Đức, Neuer, Siu, Rüdiger, Schlotterbeck, Zam, Kimmich, Gundogan, Napri, Müller, Musiala, Havertz.